Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 13, lúc này Tần Vũ đã bước chân lên Thanh Vân Lộ. Đây là con đường bằng ngọc dẫn trực tiếp đến Cửu Trọng Thiên. Đi được một đoạn, Hàn Bác gặp một đại hán khôi ngô, nhìn qua công lực chắc chắn cao hơn cả Man Can. Đây là chướng ngại vật mà hắn phải đánh bại nếu muốn đi đến điểm cuối. Đối với vị cao thủ này, Tần Vũ sử dụng song trọng lĩnh vực để đối phó, liền có thể dễ dàng qua ải. Ngao Phụng sau khi vượt qua Thanh Vân Lộ, liền truyền tần cho Tần Vũ rồi trực tiếp tập hợp cùng với 6 người kia, bởi vì 6 đại cự đầu ban đầu đã lập thệ, sau khi tất cả tập hợp mới xuất phát, cho nên bọn họ hiện tại không hề chờ đợi Tần Vũ. Cửu Trọng Thiên là trung tâm của nghịch ương cảnh. Đây là một tòa cung điện cao 9 tầng lơ lửng giữa không trung. Tòa cung điện hoa lệ này xung quanh được bao phủ bởi vô số vân vụ, cùng với những hồ nước, giả sơn và các loại hoa cỏ, tuyệt đối có thể xem là diệu cảnh cư trú của thượng tiên. Khi chỉ còn cách Cửu Trọng Thiên vài trăm mét, Man Can cùng Ngao Phụng sớm đã không kiềm chế được mà lao thẳng về phía trước, quyết tâm lấy bằng được quyền trục. Nhưng là bọn họ bị một tầng kết giới ngăn lại, trực tiếp bị hất văng sang một bên, đồng thời tiên huyết phun ra khắp nơi, trọng thương. Lúc này mọi người mới phát hiện ra sự hiện diện của quyền trục kia, nó chính là Vạn Thú Phổ. Hà Nhan cùng Đỗ Trung Quân thấy hai người kia bị trọng thương, mà bản thân cũng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cũng phóng lên trước muốn đoạt lấy bảo vật, kết cục vẫn là trọng thương. Vạn Thú Phổ tuy chỉ là hạ phẩm thần khí, nhưng so với trung phẩm thần khí thông thường còn chân quý hơn. Cho dù là tại tiên ma yêu giới, cũng thuộc loại bảo bối cao cấp nhất. Dẫu có là cao thủ như Vũ Hoàng, cũng có thể động tâm vì nó, chẳng trách khiến tất cả mọi người đều sôi máu. Khoác trên mình trường bào màu đen, không kiêu căng không vội vàng, gương mặt Tần Vũ có nét cười tự tin, đang trên con đường kim sắc đã gần đến chỗ bọn họ. Ngao Phụ cả bọn nhìn thấy thân hình Tần Vũ nét mặt như đông cứng lại, nhưng gần như cùng lúc, tất cả đều hùng hổ lao đầu về phía cửa đại diện. Theo như những gì họ biết, khi tất cả mọi người đều đã trải qua khảo nghiệm, cấm chế tại cửa điện cũng sẽ tự tiêu thất. 7 tiếng động inh tai tựa như cùng vang lên, cửa đại điện xuất hiện những đợt sóng vô hình. Thân hình 7 đại cao thủ giống như hoàn toàn tê liệt, đồng thời bị chấn bay ra sau, tiên huyết nhuộm đỏ cả những bậc thang bên ngoài. Đỗ Trung Quân cũng không còn sức để chửi bới nữa, vừa rồi khẽ đánh ra một quyền. Tuy vậy quyền này của Đỗ Trung Quân lại xuyên qua trong đại điện, đến chính bản thân hắn cũng giật mình. Nhìn thấy vậy cả bọn đều chấn động, 7 đại cao thủ đều dùng tốc độ cao nhất tiến về phía đại điện. Chỉ có Tần Vũ vẫn đứng bên ngoài theo dõi sự việc diễn ra trước mắt. Vì Vạn Thú Phổ, mỗi người đều đã dở hết bản lĩnh, quả là các sứ giả từ thượng giới, thủ đoạn đều phi thường. Tần Vũ ánh mắt sáng rực, mỗi đại cao thủ tranh đoạt đều không muốn cho kẻ khác lấy được bảo vật, nên là đều đã lôi lá bài tẩy của bản thân ra. Khi tất cả đang đấu tranh gay cấn, lúc này giữa đại điện, kiếm tiên Lan Phong xuất hiện làm cả đám nhốn nháo vô cùng ngạc nhiên. Đám người này chỉ biết đứng nhìn kiếm tiên Lan Phong thu lấy Vạn Thú Phổ mà trong lòng lực bất tòng tâm. Lan Phong sau khi lấy được bảo bối trực tiếp cất đi, hắn cười nói, chư vị đừng lãng phí thời gian nữa, cung điện Cửu Trọng Thiên tổng cộng có 9 tầng, đây mới là tầng 1 thôi, ở trên còn tới 8 tầng nữa. Tần Vũ cung kính nghe lệnh, sau đó đi sau lưng kiếm tiên Lan Phong. Hai người sư thúc sư điệt này đi lên lầu trước tiên, sợ hãi trước thực lực của Lan Phong. Bốn đại sứ giả bọn Nga Phụng, Man Can, Đỗ Trung Quân, Hoa Nhan chỉ dám đi phía sau. Mọi người vốn còn chút kỳ vọng đối với bảo vật trong nghịch ương cảnh. Nhưng Lan Phong có thực lực cường hãn, giống như một cây búa lớn đập nát lòng tham của bọn họ vì sự chênh lệch quá lớn. Mọi người từ hào hứng nhất thời đều thấy trong lòng một cỗ cảm giác run rẩy. Đỗ Trung Quân là người đầu tiên xông lên tầng 3, bọn Hoa Nhan cũng có phản ứng, nối tiếp nhau bay hết tốc lực về phía tầng 3. Chỉ chớp mắt trong đại sảnh tầng 2 chỉ còn Tần Vũ và kiếm tiên Khôi Lỗi. Tần Vũ không gấp gáp tiến lên tầng 3 mà lấy Vạn Thú Phổ ra cẩn thận trích huyết nhận chủ. Khi giọt máu tươi bị bề mặt kim sắc quyền trục hấp thu, quang mang bắt đầu sáng lên khắp kim sắc quyền trục. Hắn không vội vã từ từ tìm hiểu, đến đây thì hết tập 14 tinh thần biến. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.